Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp là xác định cực tính của động cơ 3 pha. Sau đó thì chúng ta đưa động cơ 3 pha đó vào sử dụng trong lưới điện 1 pha. Tức là hôm trước thì các bạn đã quấn xong động cơ 3 pha rồi và cũng đã gì đây? Đo thông mạch các đầu AX, B và CZ rồi. Thế nhưng khi mà các bạn muốn đưa động cơ 3 pha vào làm việc thì điều đầu tiên là các bạn phải xác định được đâu là A, đâu là B, đâu là C và đâu là X, đâu là Y, đâu là Z. Ví dụ trên mô hình ở đây thì các bạn nhìn thấy là gì? Đây là một cái kiểu đấu dây của động cơ 3 pha. Đó là A, B, C và dưới này X, Y, Z được trụ lại với nhau. Thì kiểu đấu ở đây người ta gọi là kiểu đấu hình sao. Thế còn phía dưới này các bạn nhìn thấy là A đấu với Z, C đấu với Y và B đấu với X. Thì đây là kiểu đấu hình gì đây? Tam giác. Vậy thì muốn đấu được hình sao hoặc đấu được hình tam giác thì công việc đầu tiên là các bạn phải xác định được A, B, C và X, Y, Z. Thấy chưa? Trên cái mô hình này của chúng ta thì ở đây người ta đã xác định vị trí A, B, C, X, Z rồi. Thế nhưng tôi sẽ dán ba cái vị trí này tương trưng vào để chúng ta coi như là chúng ta chưa biết đâu là A, B, C và đâu là X, Y, Z ở trong đó. Thì muốn xác định được A, B, C và X, Y, Z hay là ba đầu đầu và ba đầu cuối của động cơ 3 pha thì bước 1 là chúng ta xác định hai đầu của cùng một gì đây cuộn dây, ví dụ A với X, B với Y và C với Z. Thì việc xác định hai đầu của một cuộn dây đó thì các bạn sẽ sử dụng một cái đồng hồ vạn năng và để ở thang gì đây, các bạn sử dụng đồng hồ rất nhiều rồi, các bạn để ở cái vùng đo điện trở, được chưa, và thang là gì đây, nhân 1, được chưa. Sau đó thì các bạn đưa hai đầu cái đo này của chúng ta vào hai đầu dây bất kỳ ở trên cái mô hình ở đây. Ví dụ là tôi đưa anh bạn xanh này với anh bạn vàng này. Chúng ta thấy không lên đúng không? Đấy. Có nghĩa rằng hai đầu này đang là thuộc gì đấy? Hai cuộn riêng biệt. Ví dụ tôi đưa hai anh bạn xanh này với nhau. Đấy. Thì các bạn thấy là gì đây? Kim nó chỉ một giá trị điện trở xác lập. Đúng không? Thì xác định là hai đầu xanh này là cùng một cuộn dây. Và cũng chưa biết được đó là AX hay BYCZ được chưa? Tiếp tục là chúng ta xác định đến anh vàng. Cũng như vậy. Và tương tự thì chúng ta xác định đến gì đây? Cuộn đỏ. Vậy thì trong cái bước này chúng ta đã xác định được là dưới đây ba cuộn dây và hai đầu của ba cuộn dây đấy rồi. Yeah. Bước thứ hai thì trong cái quá trình mà xác định cái cực tính của động cơ ấy thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp, đó là xác định bằng nguồn xoay chiều và một phương pháp xác định bằng nguồn gì đây? Một chiều. Thì trong khuôn khổ cái mô hình này của chúng ta thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là xác định bằng cái nguồn điện xoay chiều. Yeah. Thì để xác định được bằng nguồn điện xoay chiều thì bước tiếp theo các bạn làm như sau. Với hai đầu dây bất kỳ của hai pha, với hai đầu dây bất kỳ của hai pha, ví dụ là pha đỏ và pha gì đây, vàng, chúng ta đấu với nhau. Đấy. Đỏ và vàng đấu với nhau. Hai đầu còn lại của hai cặp mà vừa đấu với nhau đó thì chúng ta đưa vào nguồn điện, được chưa? Đưa vào nguồn điện. Ở đây chúng ta thấy là đang nguồn 0 và nguồn C này thì theo các bạn đây là nguồn này có giá trị điện áp là bao nhiêu? 220. Bao nhiêu nhỉ? Dây 0 đối với nguồn 3 pha của chúng ta, 0 là ký hiệu dây trung tính. Còn A, B, C là ký hiệu cho 3 dây pha. Vậy thì chúng ta liên kết giữa một dây trung tính và một dây pha thì chúng ta sẽ được một cái điện áp pha và có giá trị điện áp là 220V. Hai đầu dây còn lại của pha thứ ba thì các bạn đưa vào một đồng hồ. Giả sử các bạn dùng cái đồng hồ vạn năng này của chúng ta thì các bạn để ở thang nhân 10 hoặc nhân 50 cũng được, được chưa? Thế nhưng ở đây thì trên này chúng ta đang có sẵn một cái đồng hồ volt và có giá trị điện áp là 300V, được chưa? Do đó thì khi mà chúng ta đưa cái điện áp này vào đồng hồ đó thì kim của đồng hồ các bạn phải chú ý quan sát nhé. Kim của đồng hồ đây nó chỉ hơi nhích lên một chút thôi vì cái điện áp cảm ứng nó tạo ra ấy là rất là nhỏ. Yeah. Đây, các bạn chú ý này. Hai đầu dây của hai pha bất kỳ các bạn đấu với nhau. Hai đầu còn lại thì các bạn đưa vào nguồn điện. Được chưa? Và hai đầu dây của một pha còn lại thì các bạn đưa vào gì đây? Một vôn kế để thang đo xoay chiều. Sau đó thì các bạn sẽ cấp nguồn điện vào. Các bạn
chú ý quan sát cái vôn kế đấy nhá. Đây, các bạn nhìn thấy pha xe này gì đây, đèn sáng nhưng mà kim không nhúc nhích, đúng không? Đấy. Khi kim mà không nhúc nhích như vậy thì chúng ta kết luận là hai đầu dây đang được đấu với nhau này là gì đây, là cùng tên, cùng tên, có thể là cùng đầu đầu hoặc là cùng đầu gì đây, đầu cuối, đúng không? Ví dụ tôi sẽ đánh dấu, ví dụ ở đây cứ chọn đây là x đi, thì để nó cùng với x thì đầu dưới phải là gì đây, là z hoặc là gì đây, y, đúng không? Giả sử tôi chọn đây là z đi, z thì đầu này là x thì đầu bên trên này là gì, là a. Đầu này z thì đầu bên này là gì đây, là c. Đấy. Chúng ta chú ý lại cái số chỉ của vôn kế nhé. Khi tôi đóng điện này, đấy, các bạn nhìn thấy kim của vôn kế nó đứng gì đây, đứng im. Vậy thì hai cái đầu này là hai đầu cùng gì đây, cùng tên, thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ đổi lại để chúng ta nhìn thấy kim vôn kế này lên một chút nhé. Đây, các bạn nhìn cái kim của vôn kế này, các bạn thấy có nhúc nhích không? Đấy, vì đấy nó rất là bé, thấy chưa? Các bạn có thể sử dụng cái đồng hồ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy kim nó sẽ lên lớn hơn một chút. Đây, các bạn chú ý này, nhìn đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây nha. À. Trong trường hợp này các bạn thấy đang để ở thang 50, đúng không? Mà kim của chúng ta lên thì được khoảng tầm 25V, thấy chưa? Bây giờ tôi đổi ngược lại giá trị ban đầu nhé. Đây, vẫn có cái đồng hồ này. Các bạn thấy kim có lên không? Không lên, đúng không? Đấy, thấy chưa? Đổi lại để cho kim lên này. Đấy. Vậy thì khi mà kim của vôn kế chỉ một giá trị điện áp xác lập thì chúng ta kết luận là hai đầu của hai cuộn dây đang được đấu với nhau là hai đầu gì đây, khác tên, tức là một đầu đầu sẽ đấu với một đầu cuối. Đây, các bạn nhìn thấy hai dây đây, đúng là A đang đấu với gì đây, Z. Vậy thì sau bước thứ nhất là chúng ta đã xác định gì đây, được đầu 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 cuối của gì đây, hai cuộn dây rồi, đúng không? Bước tiếp theo là xác định tiếp cuộn dây còn lại bằng cách như sau. Với hai pha mà chúng ta vừa mới xác định được, chúng ta lấy một pha làm chuẩn, được chưa? Giả sử tôi lấy pha AX làm chuẩn. Đấy, AX làm chuẩn. Và tôi đưa vào đồng hồ đây. Tiếp tục C với Z. Thì tôi lấy Z đấu với một đầu bất kỳ ở phía dưới, được chưa? Đầu còn lại sẽ cấp nguồn. Và tiếp tục chúng ta cấp điện. Chúng ta có nhìn thấy kim của vôn kế nó nhúc nhích không? Đây, dùng cái đồng hồ này cho nó rõ ràng ban ngày ban tối, đúng không? Đây, chúng ta nhìn này. Thấy chưa? Vậy thì khi mà kim đồng hồ chỉ một điện giá trị điện áp xác lập thì chúng ta kết luận là gì đây? Hai cái đầu dây đang được đấu với nhau của hai pha đấy là hai đầu gì đây? Khác tên. Vậy làm thế nào để biết được là đâu là A hoặc đâu là X? Hoặc đâu là y thì chúng ta nhìn như sau. Anh bạn pha chuẩn đây, đúng không? Z đây. Thì chúng ta lần theo cái dây Z này xuống đây. Thì đây là Z. Là hai đầu là gì đây? Là phải khác tên. Vậy thì anh Z này phải đấu với anh gì đây? Đầu đầu. Đầu đầu, đúng không? Thế mà đầu đầu của chúng ta đang có A rồi, có C rồi. Chắc chắn anh bạn này gì đây? Là B. Đúng không? Đây, anh bạn này là gì đây? B. Thì anh này là gì? Y. Đấy, thế là chúng ta đã xác định được là gì đây? Ba đầu đầu và ba đầu gì đây? Cuối. Sau khi đã xác định được ba đầu đầu và ba đầu cuối rồi thì chúng ta sẽ thực hiện là đưa cái động cơ 3 pha này sử dụng trong cái lưới điện một gì đấy? Một pha, được chưa? Thì chúng ta sẽ đấu theo cái gì đây? Kiểu là đấu hình sao. Trong quá trình đấu hình sao thì các bạn có thể chụm ba đầu là x, y, z lại với nhau gọi là ba đầu cuối, hoặc các bạn có thể chụm là ba đầu gì đây,
ba đầu đầu. Thì trong cái hình vẽ đây chúng ta đang thấy là trụ X, Y và Z. Thế nhưng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là trụ ba đầu đầu này lại với nhau. Sau đó thì các bạn lấy hai đầu của hai pha bất kỳ. Hai đầu của hai pha bất kỳ, ví dụ tôi lấy đầu X và đầu Z này. Chúng ta đấu với một tụ điện. Ở đây chúng ta đấu với tụ điện là 15 mi. Hai đầu, một đầu còn lại của cái pha cuối cùng đấy. Một đầu còn lại của pha cuối cùng cộng với một trong hai đầu mà các bạn vừa lấy của hai pha đó thì các bạn dùng để cấp nguồn. Ví dụ đây, tôi sẽ cấp nguồn vào điểm Y. Đồng thời tôi sẽ cấp vào điểm gì đây? Z. Chúng ta quan sát này. Đấy, động cơ của chúng ta đã làm việc. Đúng không? Bây giờ để thể hiện được nó làm việc thì tôi sẽ đấu qua cái đồng hồ dòng ở phía trên này. Các bạn nhìn thấy nó sẽ có dòng điện ngay. Đây chúng ta nhìn này. Đấy, đồng hồ dòng đây đang chỉ về khoảng 1A. Đúng không? Bây giờ muốn đảo chiều cái động cơ này của chúng ta, muốn đảo chiều động cơ thì các bạn chỉ việc như sau. Nhấc cái dây mà đang ở điểm S, ở điểm Z này. Được chưa? Một đầu Z đang đấu với tụ, đúng không? Và đầu X này chúng ta cũng đang đấu với tụ. Các bạn chỉ cần nhấc cái dây cấp nguồn từ điểm Z này. Các bạn chuyển lên điểm gì đây? Điểm X. Thì lập tức động cơ sẽ gì đây? Đấy, đảo chiều lại ngay. Bây giờ tôi sẽ dỡ hết cái mô hình này vào một bạn, nên các bạn sẽ gì đây? Thao tác lại cho tôi nhé.